Ngày 16 tháng 8, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức hội thảo Cần Giờ Xanh hướng tới đô thị sinh thái ven biển. Hội thảo đã nhận được 12 bài tham luận có chất lượng từ các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn tư vấn quy hoạch. Cùng với đó, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào 3 vấn đề lớn để góp phần định hướng xây dựng huyện Cần Giờ Xanh, đô thị sinh thái. Trong đó có định hướng phát triển huyện trong tổng thể định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trước khi đi vào thảo luận, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ lại vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của huyện Cần Giờ. Theo đó, huyện Cần Giờ là cửa ngõ phía đông rất quan trọng của thành phố, là mặt tiền biển của thành phố Hồ Chí Minh nối ra biển ra thế giới. Huyện Cần Giờ sẽ đại diện thành phố Hồ Chí Minh để kết nối với thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kết nối với các trung tâm khác trong hành lang ven biển nếu được đầu tư phù hợp trong thời gian tới. Bên cạnh phát triển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, huyện Cần Giờ còn có những giá trị tự nhiên, văn hóa rất độc đáo, đặc biệt và thành phố Hồ Chí Minh phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị này. Tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp ý kiến, giải bài toán vừa đạt mục tiêu phát triển xanh bền vững, vừa bảo tồn các giá trị tự nhiên văn hóa, đồng thời vừa dựa vào sức mạnh của các giá trị này để thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy, đảm bảo hơn cho việc phát triển xanh, phát triển bền vững của Cần Giờ, và đó cũng là phát triển bền vững của thành phố Hồ Chí Minh. Sau hội thảo này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ, Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu các ý kiến đóng góp để kịp thời bổ sung vào quy hoạch của huyện, bổ sung vào quy hoạch chung của thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chọn những việc cần hành động ngay để đưa vào trong kế hoạch thực hiện nghị quyết 12 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030. Qua đó, đồng chí mong muốn sẽ có những đóng góp vào việc xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách mới để phát triển huyện theo mục tiêu đề ra.